Hi. Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 tháng 7. Tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn lúc này đang diễn ra hết sức là phức tạp các bạn ạ. Hiện tại thì con hẻm dưới chân chung cư nhà tôi đã bị phong tỏa rồi đó các bạn ơi. Và bây giờ thì những ai ở Sài Gòn đừng đi lang thang nhé. Sài Gòn bây giờ có nhiều điểm phong tỏa lắm rồi đó các bạn ạ. Giờ tôi sẽ quay con hẻm đó cho các bạn xem nhé. Let's go. Đây là con hẻm ở dưới chân chung cư nhà tôi các bạn ạ. Hiện tại thì con hẻm này đã bị phong tỏa. Con hẻm này thì dẫn ra nhà em Eric Vàng và em Hiếu Kem là hai người em của tôi nhé các bạn nhé. Bây giờ mà ai mà lọt vào con hẻm này thì thôi miễn ra nhé. Và cũng chẳng ai vào được đâu các bạn ạ. Và đây là cái chung cư của tôi các bạn ơi. Tôi ở trên lầu 4 nhá. Đó, các bạn thấy không? Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp. Bây giờ các bạn ra đường phải cẩn thận nhé. Đây là toàn cảnh cái khu chợ dưới chân chung cư nhà tôi đó các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Những ai ở Sài Gòn lúc này thì hết sức cẩn thận. Đừng đi lang thang. Đi lang thang trong giai đoạn này là rất dễ bị mắc bệnh đó các bạn ạ. Và tôi cũng chúc cho những người anh em của tôi đang ở khu vực bị phong tỏa hãy giữ gìn sức khỏe. Hẹn anh em hết dịch gặp lại. Thôi được kết thúc video đây nhé các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.